rất xin lỗi nè, ok nè, xin chào cùng một căn bí tích nhà Pepper. Ok, ngày nay chúng tôi cam bài của Op Scale Lab Versary năm 2022, cứ chim và sam bay giật W đại KH mười rồi bay. Ok, tập. Bài cần xong này vậy này. Mấy bài còn thiếu muối còn bài sẽ áp cam thì còn ngày cầm vô. Ok, nay mình là top. Mình cả tab, hay đi mình cả đá tài. Ok, mình được bằng năng đế. Đó, cái bơ là thọt nóng nè. Ok, nóng nè, mình là thọt mà muối. Đó, hiện tại mình cả con nóng quên mình này cơ là. Ồ, hẳn đi mình đạp tờ muối, xa phá vào muối. Mình này tích. Hay hẳn đi mình là cái tôi xin đạp đạng ổ chí. Hay mình là máy. Ok, đây nóng lên mình Kingston mau cho mỗi bạn. Okay, bạn này đọc hiểu không? Hay mình Kingston nóng lên. Hay mình Super Nine Nine bỏ lấy xuống. Ở hai, mình tập năng. Đọc tên mình là thọt đó. Ok. Ok, cool mình tên. Lý cư Scala Traditional Bipon mà phải bi. Một vẹn đôi xin dụ khó ai nang chùm đoàn tiên đọc bi. Chùm này lên với cư Sam Sapichi. Chúng tôi store đặc biệt cư mà TPCIE hay chúng tôi ekran cư đọc trầm bơ chạch bay đại miền trình fresh red tạo đọc bay rồi học sắp hơn hay chúng tôi chìm dụ với cư bằng vẹn đôi chìm dụ e thì x xam chất thi ai phẩm vấy chỉ hay cho chúng tôi những video lại sân màu phóng đại chúng tôi lấy cốt nên tạo khả năng dụ bà ca nghe design long cắt to video ấy cư mà em tại mặt đồ render vẫn mà em chúng tôi đầm lại với nhau đâu ni về hai chị chọn đang đầm lại tha scale đọc bằng poi xem pipon mà pay pi ni đầm lại mà thấy chúng tôi đầm lại cứ đầm lại trong tại pipon buôn roi cao sắp đầm buôn đà lạt tại phần nó hai miền ca tham chun ở bản chị chân tiền hai chỗ khác chúng tôi các về thi với esu về thi đo để giải về pi nam ok nhưng mình tập đang nơi đây complete chúc ni nơi video gọi nè bye bye.